trong video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo cường độ dòng điện của bóng đèn LED nha các bạn, cường độ dòng điện và tính cái tính công suất á, của bóng đèn LED nha. Nào, như các bạn đã thấy trên tay mình nè, đây là cái nguồn LED driver nha các bạn. Nó sẽ được thiết kế hai cái, một là nguồn LED driver thường nha các bạn, loại rời á, nó rời là nó không nằm trong cái đèn. Còn cái này là như cái đèn LED bulb này nè, đèn LED bulb hoặc là LED T8 các bạn. Cái LED T8 á là cái mấy cái đèn này á, là cái nguồn LED driver nha các bạn. LED driver này nó sẽ nằm trong cái đèn luôn nha, nó được tích hợp trong cái đèn luôn. Còn mấy cái như cái đèn LED âm trần nè các bạn, mấy đèn LED âm trần chỗ này á, là cái nguồn LED driver này á, nó sẽ rời ha, nó rời, nó không nằm ngoài, không nằm bên trong đèn. Mấy cái LED âm trần này á, nó cũng có hai loại, là một á là có cái nguồn LED driver đây nè, mấy cục nguồn LED driver, một là nó thích hợp trong đèn luôn, hai là nó thích hợp với cục ngoài nha các bạn. Thì mình cách mình tìm hiểu, mình tính toán công suất làm sao. Đây là cái nguồn công suất nữa các bạn, bên cái nguồn LED driver nó sẽ ghi công suất nha, đồng thời trên cái đèn các bạn, đây nè cái đèn nè các bạn, thấy không các bạn, thấy không, nó sẽ ghi công suất nha các bạn, công suất của đèn nha, là nó phải phù hợp với nguồn LED driver nha các bạn. Như cái đèn cái này là công suất của LED driver là 8-12W, nó sẽ cung cấp cái nguồn 8-12W cho, thì nó đi kèm với cái công suất của đèn nha các bạn. Công suất của đèn nè là 9W, nên là nó nằm trong cái phạm vi 8-12W nha các bạn, là cái phạm vi hoạt động của nó nha. Để tính được cái này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Bên trong đấy là cái dây chip LED nha các bạn. Cái này chip bên trong là chip LED thôi, không có gì hết đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đo cường độ điện nha, từ đó tính ra cái công suất nha, công suất của một cái đèn này nha các bạn. Sau đây mình sẽ demo bằng cái đèn LED bulb nha các bạn. Đây nè, LED bulb cái này hay sử dụng trong gia đình nha các bạn. Trước tiên á, các bạn lấy cho mình ha, đây nè, lấy cho mình cái dây có cái chu đèn nha các bạn. Rồi các bạn lấy một bộ lấy cái ổ cắm ha, đây nè, lấy một ổ cắm ha các bạn. Rồi test ha, test thử đèn nha, yêu cầu là cái đèn này phát sáng nha các bạn, đèn hoạt động bình thường nha, mình mới tính được cái công suất, mình mới đo được nha, đo được cường độ dòng điện với công suất của đèn này nha. Đây mình cắm điện vô, ok nha các bạn, là cái đèn này bình thường nha, hoạt động bình thường nha các bạn. Mà các bạn không biết công suất nó bao nhiêu á, công suất của đèn bao nhiêu á, với đo dòng điện nó qua đèn LED này bao nhiêu á, thì bây giờ hôm nay mình sẽ tính toán được nha, được nha, hết nha các bạn. Đây nè, cái nắp nhựa thôi ha. Rồi mình tắt nguồn nha các bạn, thôi để mà đo cường độ dòng điện á. Từ đó mà tính được công suất của cái đèn nha các bạn. Các bạn để ý nè, trên đây là cái vỉ LED nha các bạn, cái module LED á, nó gồm các chip LED nha. Còn ở trên đây á là nó có hai nguồn nha các bạn, cái dây nguồn âm dương các bạn, âm dương của cái nguồn LED driver nó sẽ làm power supply, cung cấp cái nguồn cho cái vỉ LED này hoạt động nha các bạn. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đo cái điện áp ra ngõ ra nha các bạn. Cái trường hợp mà điện áp không tải nha các bạn, không tải là để điện LED này không sáng, điện áp sẽ cao hơn nha. Còn cái mình trường hợp này mình đo sẽ đo điện áp có tải, vì làm cho LED sáng á, mình sẽ đo điện áp có tải nha. Đây các bạn dùng cho mình hai cái dây nha, lấy hai đoạn dây điện nha. Rồi hai đoạn dây điện này các bạn hàn nối cho mình nha, hàn vô hai cái chân cộng trừ bên đây nè, bạn hàng đại nha các bạn, không cần phải dùng xác định cái cực tính của nó cũng được,
Và các bạn khi các bạn dùng đồng hồ các bạn đo các bạn xác định được ha. Rồi các bạn hàng vô hàng đại nha. Rồi mình hàng xong 1 giây nha các bạn. Đây nè. Hàng xong 1 giây ha. Cái đèn mình hàng á cho dễ đo thôi nha các bạn. Chứ mình không có ấy. Tại vì cái đèn khi mà các bạn cắm nguồn vô á, các bạn bật sáng cái đèn á là nó sẽ bị chói vì sáng á, bị lóa ha. Nên mình hàng cái này vô cho dễ quan sát nha các bạn. Chứ các bạn trực tiếp các bạn không có thể không dùng dây này cũng được, các bạn dùng cái đồng hồ ha, đo cũng được ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đầu nối nhanh nha các bạn. Cái giắc nối nhanh này nè, mình kẹp bất kỳ vô nha, để mình đo cái điện áp, điện áp trên cái vỉ led này nha. Rồi xác định coi nó được bao nhiêu. Rồi xong rồi nha các bạn, như vậy là xong rồi nha. Để mình đo cái điện áp trên vỉ led đây. Mình sẽ dùng một cái đồng hồ số nha các bạn. Mình đã điều chỉnh cái nếu mức điện áp. Cái mức điện áp này nó tầm khoảng dưới 100V các bạn. Trăm mấy á. Mình sẽ chỉnh cái mức. Mình sẽ chỉnh cái mức điện áp 200V nha các bạn. Đây nè. Chuyển về cái thang đo DC nha các bạn, DC 200V ha. Chuyển để mình đo điện áp nó ra nha. Rồi. Đấy. Rồi các bạn quan sát được không? Rồi. Đó mình kẹp đại vô nha các bạn. Mình kẹp đại nha. Từ đó đây á mình xác định cực tính luôn nha các bạn. Cực tính chân nào chân âm chân nào chân dương luôn ha. Thì mình hàng đại á. Rồi. Mình tiến hành đo điện áp nó ra nha các bạn. Bật nguồn lên ha. Nhớ nha các bạn, hàng đừng để nó chạm gì nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn xoay qua đây. Thấy không? Sáng, tại vì nó sáng quá mình không quan sát được ha. Nó sáng quá không quan sát được cái đồng hồ, cái số đồng hồ. Đây nè. Rồi các bạn thấy không? Cái mức của nó là 50V nha các bạn. 50,2V nha. Mình lấy là 50V nha các bạn. Đó điện áp trên led module đó. 52V, 50V nha, 50,2V nha. Rồi các bạn nhớ giá trị giờ này giờ cho mình nha, 50,2V. Là rồi các bạn tắt nguồn đi nha. Thì mình xác định được cái chân âm dương luôn nha các bạn. Rồi để mình đánh dấu vô nha. Đó các bạn dùng món hàng nha, các bạn xả ra nha. Các bạn xác định cái chân âm dương cho mình luôn nha. Rồi các bạn đánh dấu nè. Đây là cái chân dương nha các bạn. Chân dương ha. Chân dương của nguồn led driver nha các bạn. Chân này chân dương ha. Chân cộng, chân này chân trừ ha. Đây là chân trừ nè. Chân âm nguồn led driver nha. Còn gì chân dương ha. Vừa rồi mình đã đo nha các bạn, đo được khoảng 50V nha các bạn. 50V cái điện áp có tải nha. Từ cái nguồn led driver cung cấp cho cái module led này nè. Rồi tiếp theo các bạn. Mình sẽ đo cường độ dòng điện cho cái đèn led này nha các bạn. Từ đó để mình tính ra coi công suất của đèn led này là bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn xả nha. Xả dây cho mình. Đây nè. Xả lại dây ra nha. Rồi hôm nay mình gắn dây vô để mà mình đo, mình nhìn cho cái đèn, cái đồng hồ các bạn, cho nó ấy ha, cho nó thấy rõ ha. Rồi các bạn thấy không, mình đã xả dây ra lúc như y như lúc đầu. Tiếp theo mình sẽ đo cường độ dòng điện nha các bạn, cường độ dòng điện qua cái module led này á. Vậy các bạn tiếp theo các bạn xả cái dây dương
cái chiều hôm nay cái các bạn đi đánh dấu chân dương á, các bạn xả dây dương ra cho mình nha, dây âm này giữ nguyên nha các bạn, âm giữ nguyên, có dây dương thôi. Đây nè, các bạn thấy không, các bạn xả một cái dây dương ra, rồi đây là cái hai dây hôm nãy nha bạn, và quan sát thấy không, hai cái dây hôm y hôm nãy nha. Mình giữ hai dây này và mình lấy cái một cái dây âm nha bạn, cái dây âm cái đầu này nè, mình hàn đây nè, cái dây âm nó dư của hai sợi này, mình sẽ hàn vô cái chân dương, cái chân dương vừa tháo ra nha các bạn, cái chân dương này nè của một led nè, cái chân dương mà mình mới tháo cái nguồn led driver ra, mình hàn tiếp vô lại, hàn lại vô nha. Rồi, là ok nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Rồi, đây là cái sơ đồ nha các bạn, sơ đồ đốt dây nha các bạn. Đây nè, cái VCC này á, VCC là cái nguồn led driver các bạn, là cái hai dây cộng trừ nè, cộng trừ bên đây nè, nguồn led driver. Rồi các bạn đi qua cái đồng hồ nha các bạn, dương của đồng hồ á, dương đồng hồ đây nè, nối theo y sơ đồ của mình nha. Rồi cái này vĩ led nha, vĩ led, led là cái bị module led này nè, là cái tả nha các bạn, nó sẽ bắt sáng nha, các bạn đo cường độ điện á, nó cũng chạy qua. Là cái vin á, là cái nguồn led driver nó sẽ đi qua cái đồng hồ ha, đi từ đồng hồ á. Vậy các bạn bật cái chế độ A3 kia đo A3 kế nha các bạn, lấy cái chế độ đo cường độ dập điện á, rồi sau bạn nối với tải, tải là điện trở, là cái này led nè các bạn, cái dãy module led là tải nha. Rồi sau các bạn sẽ tính xác định được cái đường cường độ dập điện nha. Rồi các bạn nhìn sơ đồ, các bạn đấu dây hệt như vậy nha các bạn. Rồi mình tiến hành đo đấu ha. Đây là trước khi đấu á, các bạn phải chỉnh cái đồng hồ lại nha các bạn, đo nó, đo cái đồng hồ này, đồng hồ số nó đo cường độ điện á, cái dòng maximum của nó là 10A nha các bạn. Đây là dòng đo 10A nên các bạn phải chuyển bởi thang đo 10A nha các bạn, thấy không, các bạn chuyển cái thang đo về giá trị 10A nha, 10A cho mình nha. Đồng thời á, đây nè, cái đầu này á, đầu đen nè, que đen nè các bạn, các bạn chuyển qua cái cổng com cho mình nha, tại vì nó có giá trị đã mắc nè, mắc 10A nè, các bạn thấy không, từ vị trí này nè, đo điện áp nè, đo ôm nè, các bạn chuyển qua cái cổng com cho mình nha. Rồi là mình đã set được cái đo cái cường độ dòng điện nha bạn, cái dòng mắc của nó là đồng hồ đo 10A nha. Rồi các bạn cứ đòi đặt lên, rồi các bạn kiểm tra nha. Đây là cái vĩ led nha, là tải các bạn, cái vĩ led này á các bạn, đây nè, cái sơ đồ nè các bạn, cái vĩ led này á các bạn nối nha, nối với đây nè, cái đầu này nè các bạn nối vào que đen nha các bạn, que đen của cái đồng hồ số nha, để đo cường độ điện nha. Đây là cái que đen nè các bạn, bạn cặp vô đây nha. Một đầu nha các bạn, đây nè, que đen các bạn đã nối vô rồi nha. Còn cái que dương nè các bạn, dương cái nguồn led driver nè, dương nguồn led driver các bạn nối vào cái que đỏ nha các bạn, dương nguồn led driver que đỏ. Đây mình sẽ dùng cái đô cái dắt nối này luôn nha các bạn. Dấu gì nha, que này có trừ nha các bạn, trừ nè, cái này cộng nè, cộng nha. Oh,
Rồi các bạn kéo cái dây này ra nha, kéo cái dây dài ra xíu ha, cho nó dễ thao tác ha. Nè, bạn cặp vô nha, bóp cho chặt nha bạn, đừng để lỏng nha. Đó, rồi có đen, đen nó mới đen, đen nó mới đen nhau nè, đỏ nó mới đỏ ha, của cái đồng hồ á. Để các bạn đo cường độ dòng điện nha. Đây là mình còn quay đỏ nha các bạn, quay đỏ nè, quay đỏ nối với đỏ, nối với cái nguồn dương của cái bao nguồn led driver này nha các bạn. Nhớ nha các bạn, đừng có để cho nó chạm nhau nha. Rồi các bạn quan sát, rồi các bạn nối y như cái sơ đồ này à. Các bạn ngắt cái này ra, là âm nối với âm, âm này nè, nối với nguồn led driver nha các bạn. Âm này nối với Bluetooth led nè. Còn cái dương, nguồn dương á, nguồn dương sẽ nối với quay đỏ của cái VOM ha. Đây nè. Đó, có theo đúng sơ đồ là ok nha các bạn. Đó được cường độ dùng điện nha. Rồi các bạn thấy không? Đo nhất cách điện nha các bạn. Sau khi các bạn set up chỉnh, nhớ chỉnh nha các bạn, đừng có đã lộn nha các bạn. Chỉnh lộn bây giờ nó bật, nó có thả hư đồng hồ nha. Khi các bạn đo nóng á, khi các bạn set up xài về ok rồi, các bạn bật nguồn lên nha. Đây là mình bật nguồn lên, đo được cường độ dòng điện nha. Thấy không? Cái đèn led sáng nha các bạn, đèn led sáng là ok nha. À, để mình dời qua đây nha. Đây là các giá trị nha các bạn, giá trị đo được nhiêu, 0.25 nha các bạn. Đây để mình dời qua đây nha. Đây để mình dời qua đây cho nó sáng nha các bạn, dễ thấy ha. Đây nè, và cái đèn này mình chiếu, mình để nghiêng qua đây nha các bạn. Các bạn đo do dòng cường độ dòng điện các bạn. Cái gì có tải nha các bạn, có tải là dòng nó phải có xuất hiện nha các bạn. Rồi cái đèn này phải sáng nha. Rồi các bạn đo bật lên để có quan dễ quan sát á. Mình đây nè các bạn thấy không, cái đèn này nó sáng, phải sáng nha các bạn. Rồi cái dòng của nó là 0.25 nha các bạn. Còn 0.25 ampere là cái nghĩa là 250 mA nha các bạn. À, đo được dòng điện nha các bạn, dòng điện của cái nó qua module led này nè. Các bạn thấy không? 0.25 là cái đèn rất sáng nha các bạn. Rồi, từ đây chúng ta có thể tính được cái công suất của cái đèn led này nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy một tờ giấy mình ghi lại nha. Và dẹp hết xuống ha. Hôm nãy đó các bạn, hôm nãy cái điện áp đó các bạn, cái điện áp là U ha. Cái đèn hôm nay là U nha các bạn, U khoảng 50V nha các bạn, đúng không? Hôm nay mình đo được giá trị U bằng 50V. Cái này Y á, Y nè, hôm nay là 0.25 nha các bạn, Ampere nha. Rồi từ đây mình thử tính được công suất nha các bạn. Do cái nguồn DC các bạn, DC là một chiều đó các bạn, mình cái B á, B xong U nhân Y nha các bạn. Điện áp nhân cường độ dòng điện ha. Cái này bằng 50 nha, 50V ha. Mình nhân với các bạn, nhân với 0.25. Cái trường hợp bình thường các bạn, các tính công suất á là sẽ bằng B bằng UI có phi nha các bạn. Có phi cái độ là cái độ lệch pha giữa cái điện áp và cường độ dòng điện.
cái trường hợp lý tưởng á là cúp phi maximum á là cúp phi bằng 1 nha các bạn. Cúp phi bằng 1 là cái đối với dòng 1 chiều các bạn. 1 chiều dòng DC á là cái cường độ dòng điện và cái điện áp á nó không có độ lực pha nha các bạn, nó bằng 0 ha. Rồi, từ đó các bạn tính ra được cái công suất của này nha các bạn. Nó khoảng bằng 12.5W nha các bạn. 12.5W. Các bạn nhìn nha. Cái công suất á mình tính toán sơ bộ là 12.5W nha các bạn. Nhưng mà tại sao là có giá trị này? Cái giá trị này giống như giá trị nha các bạn. Đây nè, cái này giá trị này á nó giống như cái giá trị của cái nguồn là cái công suất của cái đèn led âm trần nè các bạn. Cái giá trị là tương đối nha. Tại vì có sai số nữa. Thứ nhất, thứ hai á là 9W nè. Cái này 12.5W nè các bạn. Là nó cái led bulb này các bạn. Led bulb này nó cái công suất led bulb này nó sẽ lớn hơn cái công suất của đèn led âm trần này nha. Nhưng mà cái led âm trần này có nhiều loại nha các bạn. Loại này là chung nha, còn loại lớn nữa cái công suất nó lớn hơn các bạn. Nó khoảng mười mấy watt á. 12 hoặc 18W các bạn. Là cái đèn led này nó sẽ ấy nha các bạn. Đèn led bulb này cái công suất nó mình tính được 12.5W nha. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhìn trên cái đèn á là các bạn ha. Cái đèn này nó ghi gì? Nó ghi là 30W nha các bạn. 30W 220V ha. Tại sao mình có giá trị này 30W? Còn cái này mà trên cái đèn nó ghi 30W mà cái công suất này á mình chỉ tính được 12.5W thôi. Như vậy các bạn, cái công suất á mình tính toán được á cái P này các bạn là P của cái module LED nha các bạn, mình tạm gọi là P LED nha, nó chỉ dành cho LED thôi nha các bạn. Công suất của LED nè các bạn, đây là cái công suất của cái vỉ LED này nha các bạn, không có liên quan đến cái nguồn LED driver nha các bạn. Nhìn nè, đây nè, các bạn thấy không, cái giá trị ở bên đây nó ghi 30W nè các bạn. Đây nè, 30W này là công suất của cái đèn luôn nha các bạn. Cái đèn này công suất 30W có nghĩa là cái công suất tổng nha các bạn, P tổng các bạn, công suất tổng là P tổng nè. Công suất tổng nó sẽ bằng là P của LED nè các bạn, P của LED là công suất của LED các bạn. Nó cái đèn này có hai thành phần, là một cái công suất của LED nè, bên trong á nó sẽ có nguồn LED driver nha các bạn. Mình chưa tính cái nguồn công suất của nguồn LED driver này như thế nào các bạn, công suất nó bao nhiêu nha. Đây nè, bất kể cái đèn LED âm trần nha các bạn, cái LED âm trần á hoặc là LED tiếp LED á T8 hoặc là LED bulb á, tại vì trong đây nó có cái nguồn LED driver nữa, mình sẽ tạm tính là cái bơ LED này, bơ tổng á sẽ bằng bơ LED là cộng với cái bơ công suất của cái LED driver nha các bạn. LED driver mình tạo là LED nguồn ha, rồi công suất tổng các bạn. Nên giờ các bạn cũng chính xác, tại vì cái chính xác cái giá trị này các bạn, giá trị 12.5W đó là giá trị của LED thôi nha, là cái vỉ LED này, là module LED này thôi. Hoặc ví dụ các bạn mà có tính trên ấy á, là cái thanh LED này thôi nha các bạn. Cái thanh LED này thôi chứ không liên quan gì đến cái công suất tổng nha, tại vì trên đèn á, nó ghi 30W nè, là cái công suất tổng của nó. Bây giờ nếu mà các bạn nếu tính ra là các bạn phải tính thêm cái công suất nguồn này nha, cái nguồn LED driver này á, và cộng lại nó tầm khoảng 30W nha các bạn. 30W là cái công suất của nguyên cái đèn này nha các bạn. Thêm vào đó á, cái giá trị 30W này á, là một số nhà sản xuất các bạn nó không có sẽ, cái công suất của nó không đạt cái giá trị, chắc chắn là không đạt cái gì 30W này đâu. Một số cái nhà
cái chỗ mà người ta chế tạo đèn led nữa bạn, mà cái chỗ không uy tín á, người ta cứ cứ mấy cái này người ta cứ quốc đại vô cái 30W 30W, nhưng mà thực tế cái đèn này cái công suất thấp hơn nha bạn, bán vài chục watt à, chứ không phải được, không được 30W nha bạn. Cái giá trị này chứ tào lao nha, 30W này nè là sai nha các bạn, nó không đúng, không đúng như thực tế nha. Nếu mình đo đạt đúng chính xác á là nó không được 30W đâu, nó chỉ tầm mười mấy watt hoặc là đến maximum hai mấy watt thôi, chứ không được 30W đâu, như cái trong cái đèn này ghi nha. Đây nè, cái bê tổng các bạn, bê tổng là cái bê, tại vì nó ghi công suất tổng á, tổng cái này là sao bằng là công suất của led, công suất mua led mà vượt tổng với công suất của nguồn led driver này nha các bạn. Rồi, và là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn nha cách đo cường độ dòng điện nha các bạn, cường độ dòng điện có tải của cái vĩ mono led này, và từ đó các bạn tính ra được, suy ra được cái công suất nha các bạn, công suất của đèn led này á, đèn led này nè, giống như cái đèn led đây nè, cái vĩ led âm trần nè các bạn, vì trên led âm trần nó sẽ ghi công suất của cái, rồi bên trong này không có gì đó, nó cấu tạo là cái dây led thôi, giống như cái gì lấy gì led từ 8 á, xe có mấy chiếc led nó cuốn qua cuốn quanh này nha bạn, nên nó tính được cái công suất nha, công suất này nó phù hợp với cái nguồn led driver nha các bạn. Các bạn tính được công suất đó, các bạn có thể được áp dụng được, tính được nhiều công suất của đèn led nó khác nha trong gia đình nha các bạn. Rồi video mình đến đây là kết thúc, có gì thắc mắc hay ý kiến gì các bạn cần tư vấn gì các bạn cứ viết lại để comment phía dưới video nha, mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn. Rồi chào các bạn.